quá khứ nhớ lắm ký ức anh và em. Trả lại em yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây, bàn tay yêu ớt cô níu anh ở lại. Những giọt nước mắt lăn dài trên mi, cứ thế em biết phải làm sao. Hello anh em, hôm nay mình có một hệ thống 3K nhé, 3 kW nhé, biến tần Techfire Energy. Techfire như mình mua của bọn Solar miền Bắc, trên chúng nó ít tem của chúng nó, thực ra có thể có Techfire nhé. Đây là tem của nó đây, công nghệ xịn phết, con này khá xịn xò luôn, có cả BMS giao tiếp, wifi là có sẵn nhé, sau này có BMS để cộng giao tiếp của BMS luôn. 3 kW, hàng cách thoại hàng nội địa của Trung Quốc chẳng được quen. À, giới thiệu qua hệ thống nhé. Hệ thống là inverter 3 kW này. 3 kW. Đẹp này. À, pin lưu trữ là 24V 280W, cell Battech 8 lần sạc xạ. Có pin lưu trữ 7K nhé. Điện khá là nhằng, rất nhiều thứ. Hệ thống này khá là rẻ nhé. Hệ thống này chỉ rơi vào tầm 38 triệu 6 tấn. Sẽ bao gồm một inverter Techfire, có pin 24V 280A. 6 tấm pin năng lượng mặt trời, tấm Gia 570W, có thể nâng cấp lên thành 8 tấm được, tùy từng nhà. 8 tấm cũng chịu được rồi. Đây, tổng quan lại cho 38 triệu quá ngon rồi. Đẹp không? Các nguồn nó dùng cá to nhé, cá hẹt. Đừng có đùa với pin ra rồi, treo lên khá là đẹp. Đó, trời khá là nắng. À, mình sẽ chuyển, bây giờ mình sẽ chuyển sang chạy kết nối giao tiếp, kết nối với cả wifi của máy nhá, để giám sát hệ thống nhé. Anh em chờ đi nhé. Con này sử dụng ứng dụng nào đây để mình năng suất như thế này nhé. Smart VLID nhé. Đó, ở hệ thống nhà đang tải này đấy, em nhìn đó, hệ thống nhà đang tải là tải 2000 được. À, mà trời đang xuống được 2582,58 kW, nhà đang tổng là 1200W, sạc pin được đầy là 99% này, 100 váo hơi điêu tí. Đây, sang phần này phần chắc này, đấy biểu đồ đang vẽ này, đấy có thống kê này, tải này, mở rộng nhiều thứ đây này. Đó, phiên bản đời thấp này nó chỉ có cái hỗ trợ như này thôi. Nếu mà muốn các bạn muốn phiên bản đời cao phải dùng đến NAC Power thì hỗ trợ tiếng Việt thì nó sẽ xịn gió hơn. Cái này nó chỉ được thế này thôi, thế là quá ok rồi. Đây nhá, còn một app kết nối với quả pin nữa nhá, sẽ dùng là BMS Zika này. Đấy, quả pin sẽ là 24V 280 này. Đó, tổng sạc của pin đây, đây là quả pin, ứng dụng quả pin nhá, mới sạc lần đầu 100%, nhưng mà thực sự là 100% lần đầu sạc hơi ảo. Đang sạc cho quả pin là 25A. Đó, đây là mình quay tổng quan lại thống nhá. Đó, app kết nối các kiểu nhé, app kết nối với cả inverter cũng có này, app kết nối với cả pin, giao tiếp với pin cũng có này, tất cả mọi thứ đều có. À, còn tấm pin ấy thì mình quay ở đầu video cho anh xem nhé. Đấy, tấm pin đặt ở ngay trên tấm mái, cái tấm mái đấy đặt đã khảo sát rất là kỹ rồi, không bao giờ bị khuất nắng luôn nhé, đảm bảo chạy không đẹp luôn, nắng lúc nào cũng có đầy đủ luôn, không bao giờ bị khuất. Ok nha, mình giờ thi nghiên nhé, anh em có nhu cầu lót nữa trời liên hệ với mình nhá. Ok.